Chính, Đạo Đế. Hỏi, Đạo Đế có nghĩa là gì? Đáp, Đạo là con đường, Đế là chân chánh, Đạo Đế là con đường chân chánh. Hỏi, có bao nhiêu con đường chân chánh? Đáp, có một con đường duy nhất, nhưng được chia thành nhiều thành phần, giai đoạn khác nhau. Hỏi, con đường ấy để đi đâu? Đáp, đi đến Niết Bàn giải thoát. Hỏi, con đường đó có những thành phần gì? Đáp, có 8 thành phần. 1. Chánh tri kiến. 2. Chánh tư duy. 3. Chánh ngữ. 4. Chánh nghiệp. 5. Chánh mạng. 6. Chánh tinh tấn. 7. Chánh niệm. 8. Chánh định. Hỏi, có những giai đoạn gì? Đáp, có 3 giai đoạn. Giữ giới có 3. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Định có 3. Chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn. Tuệ có 2. Chánh tri kiến, chánh tư duy. Hỏi, đi ngược lại bát chánh đạo là con đường gì? Đáp, là bát tà đạo. 1. Tà kiến. 2. Tà tư duy. 3. Tà ngữ. 4. Tà nghiệp. 5. Tà mạng. 6. Tà tinh tấn. 7. Tà niệm. 8. Tà định. Hỏi, con đường tà đạo dẫn đi đâu? Đáp, đi quanh quẩn trong tam giới. 10. Chánh kiến. Hỏi, như thế nào thì được gọi là chánh kiến? Đáp, chánh kiến có 2 loại. Hiểu về sự thật, chánh kiến tương đối, có nghiệp thiện ác, có quả của nghiệp thiện ác, có khổ, có nhân sinh ra khổ, có giải thoát, có con đường giải thoát. Thấy sự thật, chánh kiến pháp tuyệt đối, tuệ tri được danh sắc, tuệ tri nhân sinh ra danh sắc, tuệ tri danh sắc đoạn diệt, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt. Hỏi, thế nào là tà kiến? Đáp, tà kiến có 2 loại, hiểu sai sự thật, không có nghiệp thiện ác, không có quả của nghiệp thiện ác, không có khổ, không có nhân sinh ra khổ, không có sự giải thoát, không có con đường đi đến giải thoát. Không biết sự thật hoặc hiểu sai sự thật đều là tà kiến. Không thấy được sự thật, không tuệ tri được danh sắc, không tuệ tri được pháp duyên khởi, không tuệ tri được Niết Bàn, không tuệ tri được con đường đi đến Niết Bàn. Hỏi, biết sự thật thì có lợi ích gì? Đáp, có niềm tin đúng, có sự tinh tấn đúng, có chánh niệm, có chánh định, có chánh trí. Hỏi, thấy sự thật thì có lợi ích gì? Đáp, thì sẽ nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. Hỏi, tại sao có người chánh kiến, có người tà kiến? Đáp, người có chánh kiến là do thân cận bậc chân nhân, lắng nghe diệu pháp, hỏi lại những điều chưa hiểu, đàm luận về Phật Pháp. Người có tà kiến là do thân cận người phi chân nhân, nghe những lời phi pháp, tin tưởng những điều sai trái, đàm luận những điều vô ích. Hỏi, thế nào là người chân nhân? Thế nào là người phi chân nhân? Đáp, người chân nhân là người biết đúng và thấy đúng với 4 sự thật. Người phi chân nhân là người biết sai và thấy sai với 4 sự thật. Hỏi, một người học rộng biết nhiều
có rất nhiều kiến thức thế gian thì người đó chánh kiến hay tà kiến? Đáp: nếu chấp thụ những kiến thức đó, cho rằng đó là chân lý thì là tà kiến. Học mà không chấp thụ thì không bị tà kiến. Hỏi: khoa học phát minh ra nhiều thứ, vậy khoa học chánh kiến hay tà kiến? Đáp: khoa học còn tương đối, chưa tuyệt đối. Người nào chấp thủ khoa học là chân lý thì tà kiến. Hỏi: nhiều người thích xem tử vi, tướng số để biết những chuyện quá khứ, tương lai, thì đó là chánh kiến hay tà kiến? Đáp: là tà kiến, vì chỉ thấy quả mà không hiểu về nhân. Hỏi: một người hành thiền quán được các kiếp sống, quá khứ và tương lai thì là chánh kiến hay tà kiến? Đáp: là chánh kiến, vì tuệ tri được các nghiệp nhân sinh ra nghiệp quả. Hỏi: làm sao thì biết được mình là người có tà kiến? Đáp: khi nào có tham ái khởi lên thì thường có tà kiến đi cùng. Tà kiến thường đi cùng với tham ái. Hỏi: một người không biết đến Phật Pháp nhưng thường làm các việc thiện mà không mong cầu quả báo thì có tà kiến không? Đáp: có tà kiến, vì họ cho rằng không có đời sau nên không có quả báo, hiểu sai sự thật. Hỏi: có người tin rằng khi người chết đi thì sẽ có một linh hồn ra khỏi thân xác và vẫn sinh hoạt như người sống, thì chánh kiến hay tà kiến? Đáp: tà kiến, vì chết là đi tái sinh ngay, không có linh hồn tồn tại, chấp có linh hồn là thường kiến. Hỏi: có người tin rằng chết rồi thì biến mất, chẳng còn gì cả, thì chánh kiến hay tà kiến? Đáp: tà kiến, đoạn kiến. Hỏi: có người tin rằng chết rồi đi tái sinh thì người đó có chánh kiến hay tà kiến? Đáp: có chánh kiến. Hỏi: có người tin rằng có một cõi sống vĩnh hằng trên thiên giới thì đó là chánh kiến hay tà kiến? Đáp: tà kiến, cõi nào cũng vô thường, có sinh thì có tử. Hỏi: có người được nghe một pháp chân chánh nhưng vị đó không biết đây là chánh pháp thì vị đó có chánh kiến hay tà kiến? Đáp: tà kiến. Hỏi: một người được nghe một pháp không chân chánh và vị đó biết pháp đó không chân chánh thì vị đó có chánh kiến hay tà kiến? Đáp: có chánh kiến. Hỏi: một người có chánh kiến, có phân biệt được đây là chánh kiến, đây là tà kiến không? Đáp: có. Hỏi: một người tà kiến, có phân biệt được đây là tà kiến, đây là chánh kiến không? Đáp: không. Hỏi: một người tà kiến có thể trở thành người có chánh kiến được không? Đáp: có, nếu người đó từ bỏ tà kiến và tiếp thu chánh kiến. Hỏi: một người có chánh kiến có thể trở thành người có tà kiến được không? Đáp: chánh kiến ở mức tương đối, biết mà chưa thấy thì vẫn có thể thay đổi. Chánh kiến là tuệ tri được pháp chân đế, danh sắc và duyên khởi rồi thì sẽ không thay đổi cho đến hết kiếp này. Chánh kiến là tuệ tri được bốn sự thật rồi thì mới thể nhập vĩnh viễn, không bao giờ thay đổi. 11. Chánh tư duy. Hỏi: chánh tư duy là gì? Đáp:
là suy nghĩ chân chánh. Hỏi, tư duy có những tính chất gì? Đáp, tư duy là một tâm sở tầm. Đặc tính của nó là hướng đến đối tượng. Nhiệm vụ của nó là tác động vào đối tượng. Biểu hiện của nó là dẫn tâm đến đối tượng. Nhân gần của nó là đối tượng để tư duy. Hỏi, thế nào là chánh tư duy? Thế nào là tà tư duy? Đáp, tư duy đúng sự thật là chánh tư duy. Tư duy không đúng sự thật là tà tư duy. Hỏi, tư duy về cái gì là đúng sự thật? Tư duy về cái gì là sai sự thật? Đáp, tư duy đúng là tư duy về nỗi khổ đau trong sinh tử, tư duy về nguyên nhân dẫn chúng sinh vào sinh tử, tư duy về đạo quả giải thoát, tư duy về con đường đi đến giải thoát. Nói chung, tư duy đi kèm với trí tuệ là chánh tư duy. Tư duy không đúng là tư duy về dục lạc thế gian ở quá khứ, hiện tại, tương lai. Tư duy về phương pháp tầm cầu dục lạc. Nói chung, tư duy đi kèm với tâm tham, sân, tà kiến là tà tư duy. Hỏi, muốn có chánh tư duy thì phải làm gì? Đáp, phải nghe pháp và thực hành pháp. Nghe pháp rồi suy nghĩ đến những nghĩa lý sâu xa của bài pháp. Đó là chánh tư duy về pháp học. Suy tư về sự trong sạch của giới để hoan hỷ. Suy tư về những giới đã phạm để sám hối. Suy tư về sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi để ngăn ngừa không tái phạm trong tương lai. Đó là chánh tư duy về giới. Hướng tâm trên đề mục thiền và nhận biết đề mục đó liên tục, đó là chánh tư duy về thiền định. Quán chiếu các pháp chân đế để giác ngộ ra sự thật của các pháp, đó là chánh tư duy về thiền tuệ. Hỏi, có người suy nghĩ rằng ta muốn làm ra nhiều tiền để đi bố thí cúng dường thì là tư duy gì? Đáp, muốn có nhiều tiền là tham, tà tư duy. Muốn bố thí là vô tham, chánh tư duy. Hỏi, có người suy nghĩ ta sẽ giữ giới thật nghiêm để được mọi người cung kính thì đó là tư duy gì? Đáp, tà tư duy. Hỏi, tại sao lại là tà tư duy? Đáp, vì mục đích không cao thượng. Hỏi, như thế nào mới là mục đích cao thượng? Đáp, xử giới để giải thoát khổ đau mới là mục đích cao thượng. Hỏi, có người suy nghĩ ta sẽ học thông kinh điển để trở thành pháp sư nổi tiếng thì là tư duy gì? Đáp, tà tư duy. Hỏi, tại sao? Đáp, vì ham cái nổi tiếng. Hỏi, như thế nào thì là chánh tư duy? Đáp, ta sẽ giảng pháp cho mọi người hiểu và hành theo lời Phật dạy để giải thoát khổ đau. Hỏi, có người suy nghĩ ta sẽ xây chùa thật đẹp để mọi người đến xem thì đó là tư duy gì? Đáp, tà tư duy. Hỏi, tư duy thế nào mới là chánh? Đáp, xây chùa to để nhiều người đến tu học và giải thoát. Hỏi, có người suy nghĩ ta sẽ tu tập giới, định, tuệ để cầu mong kiếp sau sinh về thiên giới hưởng phước báo lâu dài thì đó là chánh tư duy hay tà tư duy? Đáp, khi mong muốn tu tập giới, định, tuệ là chánh tư duy, mong muốn hưởng phước báo lâu dài là tà tư duy. Hỏi, có người suy nghĩ
giờ ta đang làm người thì ta cứ hưởng thụ những niềm vui ở cõi người đi, còn kiếp sau thì cũng là một cái thân khác, chứ có phải thân mình nữa đâu mà phải lo. Như vậy là chánh tư duy hay tà tư duy? Đáp: tà tư duy. Hỏi: tại sao? Đáp: vì người đó bị chấp thủ vào sắc thân, còn thân thì còn ta, thân mất thì ta hết. Hỏi: như thế nào mới là chánh tư duy? Đáp: giờ ta đang làm người, nhưng trước kia ta cũng đã từng trải qua tất cả các cõi sống rồi, từ những vui thú trên thiên đường đến những khổ đau nơi địa ngục, ta đã nếm trải hết rồi. Vậy ta phải tận dụng kiếp người này mà tích lũy ba la mật để sớm chứng ngộ niết bàn. Hỏi: có người suy nghĩ ta sẽ đi chùa lễ Phật cầu cho gia đình được bình an, tăng, phúc, lộc, thọ là tư duy chánh hay tà? Đáp: là tham tà kiến. Hỏi: như thế nào là chánh tư duy? Đáp: ta lễ Phật là để tăng trưởng niềm tin vào sáu pháp giải thoát mà Phật đã dạy, để tinh tấn thực hành theo cho sớm thoát khổ. Hỏi: tư duy về thế gian thì sẽ như thế nào? Tư duy về đạo thì sẽ như thế nào? Đáp: tư duy về thế gian thì sẽ sinh tham ái, chấp thủ sâu nặng vào đời sống thế gian, chìm đắm trong sinh tử. Tư duy về đạo thì sẽ dần dần giác ngộ được chân lý và đi đến giải thoát. Hỏi: làm thế nào để luôn tư duy về đạo? Đáp: học nội điển, đàm luận về sáu pháp, khuynh hướng về con đường giải thoát. Hỏi: làm thế nào để giảm bớt tư duy về đời? Đáp: không ưa thích thế sự, không đàm luận thế sự, không thân cận người đam mê thế sự, không chấp thủ kiến thức thế gian. Hỏi: người tu đạo mà hay tư duy về thế sự thì sẽ như thế nào? Đáp: vì đó sẽ muốn bỏ đạo để theo đời. Hỏi: một người ở thế gian thường hay tư duy về đạo thì sẽ như thế nào? Đáp: vì đó sẽ muốn bỏ đời để tu đạo. 12. Chánh ngữ. Hỏi: thế nào là chánh ngữ? Đáp: chánh ngữ là nói lời chân chánh. Chánh là chân chánh, ngữ là lời nói. Hỏi: như thế nào là lời nói chân chánh? Đáp: là lời nói đúng với sự thật và có lợi ích cho người nghe. Hỏi: thế nào là tà ngữ? Đáp: là lời nói không đúng với sự thật và không có lợi ích. Hỏi: nói đúng sự thật nhưng không có lợi ích thì là chánh ngữ hay tà ngữ? Đáp: tà ngữ. Hỏi: nói đúng sự thật có lợi ích nhưng người ta không thích nghe thì là chánh ngữ hay tà ngữ? Đáp: nếu nói đúng thời thì là chánh ngữ. Hỏi: lời nói không có lợi ích mà người khác thích nghe thì là chánh ngữ hay tà ngữ? Đáp: tà ngữ. Hỏi: như thế nào là lời nói có lợi ích? Như thế nào là lời nói không có lợi ích? Đáp: lời nói có lợi ích là khiến cho người nghe hiểu biết sự thật về nỗi khổ của sinh tử, khiến cho người nghe nhàm chán dục lạc thế gian, khiến cho người nghe mong muốn đạt được sự an vui giải thoát, khiến cho người nghe tinh tấn thực hành giới, định, tuệ để sớm chấm dứt khổ đau. Lời nói vô ích là khiến cho người nghe hiểu sai sự thật về nỗi khổ trong sinh tử,
khiến cho người nghe ưa thích dục lạc thế gian, khiến cho người nghe không muốn giải thoát sinh tử, khiến cho người nghe thực hành tà pháp. Hỏi, thế nào là tà ngữ? Đáp, tà ngữ là nói dối, nói chia rẽ, nói nhảm nhí, nói thô tục. Hỏi, thế nào là nói dối? Đáp, nói dối là không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, không nghe nói nghe, nghe nói không nghe, không biết nói biết, biết nói không biết. Hỏi, thế nào là nói chia rẽ? Đáp, là lời nói đi kèm với ác tâm, làm cho hai người đang thân thiết trở thành oán ghét nhau, là nói chia rẽ. Hỏi, thế nào là nói nhảm nhí? Đáp, bàn luận những chuyện thế sự, những câu chuyện không có lợi ích, không liên hệ đến mục đích giải thoát. Hỏi, thế nào là nói thô tục? Đáp, chửi rủa, mắng nhiếc, vu khống, chê bai, chỉ trích. Hỏi, thế nào là thiện ngữ? Đáp, không nói dối, không nói chia rẽ, không nói nhảm nhí, không nói thô tục. Hỏi, thế nào là không nói dối? Đáp, thấy nói thấy, không thấy nói không thấy, nghe nói nghe, không nghe nói không nghe, biết nói biết, nói không biết. Hỏi, thế nào là không nói chia rẽ? Đáp, là lời nói có đi kèm với tâm từ, khiến cho mọi người trở nên đoàn kết, hòa hợp, thương yêu, gắn bó với nhau. Hỏi, thế nào là không nói nhảm nhí? Đáp, là chỉ nói những lời có lợi ích, có liên hệ đến mục đích giải thoát. Có 10 thứ lời nói thích hợp. 1. Nói về ích dục. 2. Về tri túc. 3. Về viễn ly. 4. Về không hội hợp. 5. Về tinh cần, tinh tấn. 6. Về giới. 7. Về định. 8. Về tuệ. 9. Về giải thoát. 10. Về giải thoát tri kiến. Hỏi, thế nào là không nói thô tục? Đáp, là nói những lời có văn hóa, có giáo dục, có từ ái, có trí tuệ. Hỏi, viết sách vở để giảng giải về sự thật thì có phải chánh ngữ không? Đáp, có. Hỏi, ở đời dạy bảo truyền đạt cho nhau những kiến thức, những hiểu biết về các pháp thế gian thì có phải chánh ngữ không? Đáp, nếu những kiến thức thế gian đó làm tăng trưởng tham, sân, si thì đó là tà ngữ. Còn nếu làm giảm tham, sân, si thì đó là chánh ngữ. Hỏi, sự khác nhau giữa chánh ngữ thế gian và chánh ngữ giải thoát. Đáp, chánh ngữ thế gian là những lời nói có lợi ích, có sự an vui giới hạn ở kiếp này. Chánh ngữ giải thoát là những lời nói có lợi ích, hướng mọi người đến chứng ngộ niết bàn, giải thoát luân hồi sinh tử. Hỏi, thế nào là tà ngữ thế gian? Thế nào là tà ngữ giải thoát? Đáp, tà ngữ thế gian là nói những lời sai trái với sự thật, những quy định về đạo đức của thế gian. Tà ngữ giải thoát là những lời nói sai trái với 4 chân lý giác ngộ.